Xin chào Connor, lại là cả Win đây. Chúc Connor có một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Hiện tại tính năng chiến trường hư ảo đã được cập nhật đến cho Connor và chúng ta cùng đảo qua một chút trước để xem tính năng này có những gì đã nha. Đầu tiên là ở phần Battle Pass ở đây, Connor mua thêm Battle Pass thì mỗi lần Connor lên cấp, chúng ta sẽ nhận thêm cho mình những phần quà tương ứng ha. Tiếp đến là phần tập ảnh và đây là phần khá quan trọng để cho Connor biết rằng mình nên lựa chọn những đạo cụ gì để khi mà cộng dồn lên chúng ta sẽ có những đạo cụ tương ứng ha. Ở đây thì Gargin thấy rằng đạo cụ khá là ngon đó chính là vỏ cứng. Ở đây Gunner tích càng nhiều vỏ cứng thì lượng sát thương Gunner nhận sẽ giảm đi rất là nhiều. Và đây cũng một trong những cách mà Gunner có thể vượt qua được ải ha. Tiếp đến thì Gunner có thể cộng dồn cho Gargin, đó chính là hoa nở nha. Đây cũng là một cách rất là tuyệt vời để Gunner có thể gia tăng lượng máu cho mình nha. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể tăng đam từ những kỹ năng kết liễu cũng như là chấp thời cơ nha Gunner. Ở trên này thì sẽ là cách cộng dồn để khi chúng ta cộng dồn lại, chúng ta sẽ có những đạo cụ búp đam tương ứng ha. Rồi, về phần thành tựu thì ở đây, Gargin cũng như Gunner, chúng ta hoàn thành, chúng ta sẽ nhận được những thành tựu và sẽ cho chúng ta thêm một chút điểm chỉ số nha. Cuối cùng là phần khiêu chiến, sau khi hoàn thành kiến thì chúng ta sẽ đến với gà con nha. Còn bây giờ thì Gunner hãy cùng Gargin, chúng ta bước vào khiêu chiến chiến trường hư ảo luôn nha. Ok. Ở đây đầu trận chúng ta sẽ ra một cái bảng để chúng ta có thể roll nha. Được rồi. Ở đây xuất hiện thì chúng ta có khiên là đã ok rồi. Gargin sẽ đồng ý luôn nha. Rồi. Gargin sẽ tiến lên một chút. Bắn hạ con đầu tiên trước nha. Rồi, lấy khiên luôn nha Gunner. Khiên ra càng sớm càng tốt nha. Sẽ giúp chúng ta giảm được rất nhiều lượng đam nha Gunner. Rồi, lấy khiên luôn ạ. Rồi, tiếp tục bắn quái thôi. Úi, hơi mạnh rồi. Kiến lửa sẽ có kỹ năng cũng như là khả năng đam to hơn kiến xanh nha. Rồi, chúng ta nhận 70 đam, bình thường sẽ tận mấy trăm đam cơ. Nhưng bây giờ chúng ta có một lớp khiên rồi thì lượng đam chúng ta giảm khá là nhiều nha. Nhận được càng nhiều đam bằng tốt nha Gunner, nhận được càng nhiều khiên bằng tốt nha. Rồi, ở đây thì chắc là Gargin sẽ tạo mới một lần. Ok, chúng ta hết lượt tạo mới rồi. Vậy thì ở đây Gargin sẽ ưu tiên lấy đam nha. Rồi, búp đam thì sẽ tự động búp luôn nha. Rồi, chúng ta nhận không đam nha. Wow, crit 200 đam. Rồi, chúng ta sẽ cản được những sát thương từ những quái nhỏ này nha. Không đam nha Gunner. Bom vẫn nổ, vẫn 600 đam nha. Hy vọng tuần sau chúng ta sẽ nhặt được khiên tiếp nha. Thế thì chúng ta sẽ ổn hơn. Rồi. Đây để Gargin xem có khiên không ạ. Rồi, chắc phải lấy 2 tia thôi. Đã hết lượt tạo mới miễn phí rồi. Rồi, không sao, cứ chiến thôi Gunner. Chờ đợi khiên ra nha. Chờ đợi khiên và những kỹ năng búp đam nha Gunner. Rồi, đây rồi, khiên level 2 quá tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta đã giảm được một lượng lớn đam rồi nha. Ở đây đã hết rồi. Chắc Gargin sẽ lấy thêm cộng 2 nha. Để lát nữa chúng ta sẽ có cộng 4 nha Gunner. Chúng ta sẽ có 4 tia nha. Gargin phá nốt cái rương kia đã. Rồi, bây giờ chúng ta nhận không đam là quá tuyệt vời luôn. Gargin sẽ phá nốt cái khiên này, là cái rương này. Oh, may quá. Rồi, wow.
Chúng ta có vỏ cứng level 3 rồi nha Gunner, quá tuyệt vời. Bây giờ thì cứ hiên ngang mà ôm boss thôi ạ. Rồi, ưu tiên bắn mấy cái pháo này trước nha. Cái quả lựu đạn này khá nguy hiểm nha Gunner. Để xem bom nổ có mất máu không ạ. Rồi, bom mở cũng không đam luôn. Bây giờ chúng ta cứ thoải mái mà ôm boss thôi nha Gunner. Ok, bây giờ thì khiên đã vững chắc rồi. Thì tiếp theo Gargin sẽ hy vọng sẽ ra cho mình cái máu ha. Chúng ta hồi máu mỗi tơn. Và tiếp đó là những cái đạo cụ tăng đam nha Gunner. Thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để vượt qua ải thôi. Rồi, tiếp tục lại khiên nữa. Quá vững chắc rồi. Khiên level 4 thì không còn gì để nói lại Gunner. Lát nữa để boss ra thì chúng ta cũng không mất máu nhiều đâu. Bây giờ thì gần như chúng ta là bất tử ở cái map này rồi. Rồi, cứ thế thôi Gunner. Rồi, có hoa nở luôn Gunner ạ. Quá tuyệt vời. Thực sự đây là một turn quá đẹp của Gargin rồi. Rồi, không mất máu lại còn được hồi máu nữa. Rồi, hồi đến 300 máu. Ok, và sau khi diệt boss kiến thì Gargin đã hoàn thành cho mình ải dễ nha Gunner. Vừa rồi thì Gargin đã chia sẻ cho Gunner cách để chúng ta có thể vượt qua được ải dễ của chiến trường hư ảo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Gunner ở clip tiếp theo. Bye bye.